Nếu quý vị qua được cửa này thì chẳng còn gì phải bận tâm nữa cả, chẳng có điều gì nguy hiểm nữa cả. Đáng tiếc là trạng cuối cùng lại không phải là việc dễ dàng. Tại điểm này chỗ sai biệt nhau rất là vi tế, nên có câu sai chi ti hào, mậu chi thiên lý, nghĩa là lúc ban đầu chỉ cần sai lạc bằng một mảy tơ sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn bằng vạn dặm về sau nếu quý vị chỉ cần sai lạc tí xíu lúc khởi đầu tu tập quý vị sẽ đánh mất quả vị giác ngộ về sau trạng thái này là một cảnh giới mà hành giả đã viên thành giác tâm vắng lặng lập thành cái quả trạng minh nhận lầm tánh trạm diệu do mê chấp vào cái tâm giác minh viên mãn vào điểm này giáo lý giác ngộ viên mãn gần như hòa trộn lẫn với chân tâm thường trụ và anh ta đã đạt được sự thanh tịnh sáng suốt trái xa tánh viên thông ngược với đạo niết bàn tuy nhiên anh ta chưa tương hợp với pháp môn nhĩ căn viên thông vì anh ta còn nhiều chấp trước ngược với đạo niết bàn làm sinh khởi giống giác ngộ viên minh nhưng không hóa giải được kiến chấp về tánh giác viên minh Ngược với bảo thành niết bàn, đi ngược với diệu quả niết bàn nên làm sinh khỏi hạt giống mê chấp, không hóa giải được kiến chấp về tánh giác viên minh, anh ta không vượt qua được chấp trước về cảnh giới giác viên ấy. Vẫn còn chút ít mê mờ khi thức ấm chưa được phá trừ, nếu vào lúc này, hành giả vượt qua được thức ấm mà không phải bị đầu hàng trước kiến giải điên đảo này, thì anh ta sẽ vượt qua được cả năm ấm, khi năm ấm đã được chuyển hóa toàn triệt rồi, anh ta sẽ đạt đến quả vị thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Đến đây có thể bảo đảm chắc chắn hành giả sẽ thành tựu quả vị Phật. Kinh Văn A nan như thị thập trùng thiền na, trung đồ thành cuồng, nhân y mê hoặc, ư vị túc trung, sinh mãn túc trứng, giai thị thức ấm, dụng tâm giao hỗ, cố sinh tư vị. Việt dịch A Nan mười loại thiền na như thế giữa chừng hóa điên nhân nơi mê lầm khi chưa đầy đủ khởi tâm chứng đắc hoàn toàn tất cả đều do thức ấm và tâm dụng công giao sen Giảng A Nan 10 loại thiền na như thế, giữa chừng hóa điên, nhân nơi mê lầm. A Nan, ông nên đặc biệt chú ý và hiểu thật rõ giai đoạn này, ông nên nhận thức cho được ma cảnh hiện ra trong mười loại thiền định như thế, 10 loại cảnh giới trong lúc công phu tu tập thiền định, 10 cảnh giới này sẽ xuất hiện trong khi tu thiền, bởi do kiến giải mê cuồng trong khi tu tập nương vào đó hành giả tuyên bố đã chứng đắc hoàn toàn khi chưa được như vậy khi chưa đầy đủ khởi tâm chứng đắc hoàn toàn đến lúc này mặc dù chưa chứng đạo và đạt được quả vị mà hành giả đã tự tuyên bố ta đã chứng quả chưa chứng được dù chỉ sơ quả mà nói đã được chưa chứng được nhị quả tam quả tứ quả a la hán mà tuyên bố đã chứng được chưa thành phật mà nói đã thành nếu có ai hỏi tại sao anh ta được thành phật anh ta hoàn toàn không biết một vị phật mà không biết bằng cách nào mình thành phật thì thật là hồ đồ nhưng chư phật đều có trí hiểu biết viên mãn không có vị phật nào hồ đồ cả còn nếu đó là người hồ đồ thì đó chỉ là yêu ma quỷ quái những loại không hiểu được đạo lý chân chính là gì